Rồi, hello nha. Mình hướng dẫn cho các bạn là gắn cái lỗi gắn cái giấy vô cái máy in Sato WS408TT gạch STD ha. Thì ở đây hiện tại là hãng khi mà xuất xưởng á. Khi hãng xuất xưởng á thì họ gắn cái vị trí mà để gắn cái trục giấy vô á, là cái phần lớn nó quay ra ngoài, tức là cái đường kính của cái trục trắng này nó quay ra ngoài, cho nên mình không thể nào mình gắn được cái cuộn giấy nó có cái lỗi một in nữa, mình mới gắn được cái cuộn giấy có lỗi một in. Đây cái lỗi một in này đó, cho nên thì bây giờ mình muốn gắn cái lỗi một in á thì ở hai bên này mà có hai con ốc này, đây có một con, bên đây có một con. À, nhả hai cái ốc đó ra. Vặn con ốc ra. Để ốc ra ngoài. Cái chiều này lấy ra nè. Thì không thể nào gắn vô cái lỗi này được, lỗi một in nó không có lọt. Lỗi một in nó không lọt, thấy không? Cho nên khi mà mình lấy ra ngoài giống vậy rồi thì bắt đầu mình xoay lại. Để bên trong nó có cái lỗi nhỏ hơn nè. Gắn vô vừa. À, sau đó mình gắn con vô ngược trở lại rồi bạn muốn ốc lại ngược lại, bên này cũng vậy luôn, bên này cũng làm vậy luôn, bạn ra kéo ra xoay ngược cái miếng này lại gắn vô rồi bạn ốc lại. Hai con ốc này á, lúc đầu nó sẽ cứng ha, thì chuẩn bị cái vít dẹp ha, chuẩn bị cái vít dẹp để vào đây vặn nhẹ ra một cái thôi, rồi sau đó mình cầm mình vặn. À, sau khi mà mình vặn thay đổi cái chiều của cái trục thì mình có thể gắn được cái lỗi giấy vô rồi. Lưu ý là lúc muốn đẩy ra để vô thì bóp cái phần màu xanh này vô nè, bóp vô mới đẩy ra để vô được ha. Đấy, rồi thả ra rồi nó sẽ tự động nó chốt lại, muốn lấy ra thì bóp kéo ra ngoài xong rồi gắn vô, nhả vô, thả ra. Đó, vậy là xong ha. Đó là cái phần gắn cái giấy thì nó cố định luôn nè, đây không có lúc lắc hay đâu được hết. Ok, vậy mình gắn cái lỗi nha, được hơn nè. Lỗi này nó dài hơn nè. Đấy, rồi đó, vậy thôi. Rồi, ok ha. Không có đây, vẫn đi chưa về. Rồi, bye bye các bạn.